Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm và theo truyền thống cơ đốc của các con cái Chúa ở tại Hoa Kỳ. Thì vào trong ngày Chủ nhật tuần sau, tức là ngày Chủ nhật cuối tháng 11 này, thì các con thánh Chúa tại Hoa Kỳ sẽ có một ngày lễ, đó là lễ tạ ơn. Và ở châu Âu cũng vậy. Ở phương Tây thì họ có một cái truyền thống biết ơn Chúa ở trong những ngày cuối năm. Bởi vì dịp cuối năm cũng chính là dịp thuận tiện để con cái Chúa chúng ta có thể nhìn lại một chặng đường, một cái quá trình mà chúng ta theo Chúa trong suốt một năm vừa qua. Tôi không biết quý bà chị em buổi sáng hôm nay cảm thấy thế nào, nhưng mà buổi sáng hôm nay khi tôi đến đây, tôi trước khi chia sẻ lời của Chúa, hát thờ phượng Chúa nhưng mà hát biết ơn Ngài, thì lòng của tôi được Chúa Ngài cảm động, bởi vì quả thật ơn của Chúa quá lớn trên đời sống của mỗi người chúng ta. Trong suốt một năm vừa qua, chúng ta đã trải qua rất là nhiều khó khăn, những gian nan, những thử thách. Và năm nay cũng là năm đầu tiên mà hội thánh của chúng ta có thể ăn lễ tạ ơn và cũng như là lễ Giáng sinh sắp tới, tập trung một cách bình an và không còn phải bị cách ly hoặc là bị phong tỏa như là năm trước, đúng không ạ? Năm nay thì hết dịch rồi. Cảm ơn Chúa, đây có lẽ là một năm rất là đặc biệt và đáng nhớ trong mỗi đời sống của chúng ta. Biết ơn Chúa bởi vì Chúa đã cho chúng ta trải qua một năm đầy dẫy những cái khó khăn về dịch lệ. Nhưng mà chúng ta buổi sáng hôm nay có mặt ở đây, tôi khích lệ quý bà chị em, chúng ta hãy dâng lời cảm ơn Chúa bởi vì con vẫn còn sống, con vẫn còn khỏe mạnh, con vẫn còn có hơi thở này để con tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Buổi sáng nay tôi xin chia sẻ về một cái chủ đề, đó là hãy biết ơn, đừng vô ơn. Thưa quý bà chị em, biết ơn đó là một thái độ cảm kích, trân trọng trước những hành động và những việc lành mà người khác làm cho mình. Bên cạnh đó thì biết ơn cũng là một sự đền đáp trước sự giúp đỡ của người khác và của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Biết ơn là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam của chúng ta từ xưa đến nay. Và chúng ta nên gìn giữ và phát huy tinh thần tốt đẹp này. Biết ơn sẽ giúp cho chúng ta có những định hướng và hành động đúng đắn, giúp cho chúng ta rèn luyện những đức tính tốt đẹp khác ở trong cuộc sống, như là chúng ta sống quýt hơn, chúng ta yêu thương người khác hơn. Và điều đó sẽ truyền tải những cái năng lượng tích cực, những thông điệp tích cực ra ngoài xã hội. Ở trong Thánh cũng có nói như thế này, ở trong sách Tê-sa-lu-ca thứ nhất đoạn số 5 câu 18 rằng: phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Và trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20 chép rằng là hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta được lời của Chúa khích lệ chúng ta rằng là chúng ta hãy thường xuyên hay là thường thường chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời của chúng ta. Và trong mọi sự, chúng ta phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Tức là chúng ta cần phải tạ ơn Chúa ở trong mọi hoàn cảnh của chúng ta, trong nghịch cảnh cũng như trong thuận cảnh. Con người của chúng ta thường rất là dễ tạ ơn Chúa trong những cái hoàn cảnh thuận lợi, trong những cái hoàn cảnh thuận buồm xuôi gió. Khi mà gia đình của chúng ta đầm ấm, con cái đề huề, rồi công ăn việc làm tiến triển, và tất cả mọi thứ nó dường như nó viên mãn đó, thưa quý mài chị em, thì chúng ta rất là dễ tạ ơn Chúa. Nhưng mà trong những cái hoàn cảnh khó khăn, trong những hoàn cảnh thiếu thốn, rồi gia đình người thân của chúng ta vừa mới mất mát một ai đó, thì những lúc đó, thưa quý mài chị em, nó sẽ thách thức cho đời sống đức tin của chúng ta rất là nhiều ở trong sự tạ ơn Chúa. Làm thế nào để chúng ta có thể tạ ơn Chúa trong ngay cả nghịch cảnh như vậy? Đó là một bài học mà có lẽ mỗi một người chúng ta là người theo Chúa chân thật, chúng ta sẽ được Chúa cho phép trải qua để chúng ta có thể nếm trải và kinh nghiệm được một cái tầm cao mới trong đời sống đức tin của chúng ta. Giống như Gióp và cũng như các thánh đồ khác, khi họ yêu mến Chúa và họ được dư dật, được thịnh vượng, được thành công, thì Chúa cho phép Satan đem đến những rắc rối, những nan đề để cho họ được tôi luyện và được kinh nghiệm sự nhân từ, sự tốt lành của Chúa ở trong giữa nan đề của họ, thưa quý bài chị. Và đừng bao giờ chúng ta mở miệng ra than phiền, lầm bầm, than vãn, bởi vì cớ sự than vãn nó sẽ mở cửa cho kẻ hủy diệt bước vào trong đời sống của chúng ta. Ma quỷ và xác thịt của chúng ta thường khiêu khích cái sự than phiền, lầm bầm, than vãn ở trong xác thịt của chúng ta. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời, khi mà Ngài đầy dẫy bên trong một người, thì Ngài sẽ khiến cho người đó có thể đầy dẫy sự vui mừng, đầy dẫy sự thỏa lòng, đầy dẫy sự cảm tạ, biết ơn Chúa.
Và cái sự cảm tạ biết ơn Chúa mà Kinh Thánh khích lệ chúng ta có trước mặt Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, thì cái sự vui mừng cảm tạ đó nó không xuất phát từ chính chúng ta, nhưng mà nó xuất phát từ nơi chính Đức Chúa Trời. Nó xuất phát từ nơi sự hiện diện của Chúa, nơi lời của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Do đó điều rất là quan trọng cho mỗi đời sống của tôi và chúng ta khi theo Chúa, đó là chúng ta cần phải có lời của Chúa mỗi ngày. Chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta được ở riêng với Chúa, thưa quý mà chàng. Và sự hiện diện gần gũi của Đức Chúa Trời sẽ khiến cho đời sống tâm linh của chúng ta luôn được tươi mới và đầy dẫy sức mạnh, đầy dẫy sự sống của Chúa. Người yếu đuối thuộc linh thì trong hoàn cảnh nào thì họ cũng đều có thể lầm bầm than phiền với Chúa được. Nhưng mà nếu mà chúng ta là một người mạnh mẽ trong thuộc linh, đối với mài cho em, chúng ta sẽ có thể ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa ngay giữa nan đề nghịch cảnh của chúng ta, ngay giữa một cái nơi khó khăn, khô cằn cằn cỗi, không có phước hạnh. Khi mà tôi qua châu Âu trong tháng 8 vừa rồi, thì tôi thấy thật sự các nước châu Âu được Chúa ban phước rất là dư dật. Và đi đâu thì cũng thấy cuộc sống rất là phước hạnh và dư dật vật chất. Tôi thích nghĩ rằng là người dân châu Âu sẽ thỏa lòng với những gì mà họ có. Nhưng mà đâu đó ở ngoài cuộc sống của xã hội thì tôi vẫn thấy có những khuôn mặt không thỏa lòng với cuộc sống, không thỏa lòng với gì mà Chúa ban cho họ. Vẫn có những người rất là khó chịu ở trong cuộc sống. Tôi không nói về con cái Chúa, thưa quý mài cho em. Tôi nói ở bên ngoài đó, họ vẫn mong muốn rằng là mình có tốt hơn, mình có nhiều hơn. Và họ vẫn than phiền, lầm bầm, oán trách đối với chế độ chính trị của đất nước họ. Nhưng mà nếu chúng ta là người đứng ở giữa châu Âu và Việt Nam thì chúng thấy rằng cuộc sống ở châu Âu tốt hơn rất là nhiều, đúng không? Quyên mài chép. Không nghĩ rằng là chúng ta phải qua một cái đất nước nào đó giàu có rồi thì chúng ta mới biết ơn Chúa. Nhưng mà ngay cả ở giữa một đất nước như thế này, thua súc rất là nhiều về kinh tế so với là những nước phương Tây khác, nhưng mà chúng ta vẫn học sống thỏa lòng và biết ơn Chúa. Và buổi sáng nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị biết về những lý do tại sao mà chúng ta phải tạ ơn Chúa, thưa quý mài chép. Là con cái Chúa, chúng ta có rất là nhiều lý do để chúng ta tạ ơn Chúa. Có phải là khi chúng ta có tiền đầy túi, tình đầy tim thì chúng ta mới tạ ơn Chúa? Nhưng mà ngay cả khi mà chúng ta không có gì cả, như Gióp chẳng hạn, ông mất hết tất cả mấy ngàn con bò, mấy ngàn con chiên, mấy ngàn con lạc đà. Ông mất luôn cả 7 người con của ông, nhưng mà ông vẫn tạ ơn Chúa. Ông nói rằng là ngợi khen Đức Giê-hô-va, Ngài là đấng đã ban cho, Ngài lại cất đi. Quý mài cho em thấy lạ luôn không? Trong một ngày 7 cái hòm được chất ở trong nhà của ông. Quý vị thấy rằng là điều này thật sự đó là một cái sự thử thách rất là lớn. Nếu mà trong một ngày mà gia đình của chúng ta có một hoặc là hai người thân qua đời, chúng ta cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng mà trong một ngày, thưa quý mài cho em, Gióp đã phải đối diện với 7 đứa con của mình. Nó nằm ở trước mặt mình và bất động, không có hơi thở gì cả. Nhưng mà Gióp vẫn trỗi dậy và tạ ơn Chúa. Và ông đã nói với vợ của ông rằng là bà nói như một người đàn bà ngu dại. Tại sao mà phải rủa xả đứa chơi? Cái sự phước mà trước đây Chúa đem đến cho mình đó, mình nhận. Bây giờ cái sự rủa xả Chúa đem đến, mình lại không nhận sao? Và tại Chúa trong mọi sự đó, Gióp không có phạm tội trong của mình. Dân Israel khi họ đi trong đồng vắng 40 năm, họ cũng lầm bầm than phiền, than vãn đủ kiểu cả. Mỗi ngày Chúa ban cho họ mưa mana từ trời và có chim cúc đến ở trên trại quân để họ ăn no nê. Nhưng mà họ không một lời nào cảm ơn Chúa. Ở trong Kinh Thánh không chép lại một lời tạ ơn Chúa từ dân Israel, thưa quý mài cho em. Và thế là Đức Chúa Trời Ngài nói rằng là ta giận dân này trong 40 năm. Chúa giận không phải là bởi vì cớ họ phạm tội này phạm tội kia, bởi vì Chúa là đấng nhân từ đầy dẫy lòng thương xót. Nhưng mà Chúa giận là bởi vì cớ dân của Ngài không có tấm lòng biết ơn. Khi chúng ta là những người cha người mẹ, chúng ta có con cái, cái điều có lẽ làm cho tấm lòng của chúng ta hài lòng nhất đó là con cái của chúng ta biết ơn chúng ta. Có thể con của chúng ta nó không khôn ngoan, không giỏi giang, không đầy tài khéo giống như con hàng xóm. Nhưng nếu con của chúng ta nó biết ơn chúng ta, nó hiếu thảo với chúng ta, nó giúp đỡ mọi việc nhà trong gia đình của chúng ta, nó phụng dưỡng chúng ta, thưa quý mài cho em, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thỏa lòng, đúng không ạ? Cho nên tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời của chúng ta là điều hết sức quan trọng, thưa quý mài cho em. Nó sẽ quyết định cho sự trưởng thành ở trong thuộc linh của chúng ta. Không phải phước hạnh hoặc là quyền năng hoặc là ân tứ quyết định cho chất lượng của đời sống thuộc linh của chúng ta. Nhưng mà thái độ của chúng ta biết ơn Chúa, dù là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, nó sẽ khiến cho chúng ta trở thành một người trưởng thành ở trong mắt của Đức Chúa Trời. Ở trong Habacuc đoạn 3 câu 17 cho đến 18, đây là lời của tiên tri Habacuc. Ông đã
nói ra để ngợi khen Chúa thế này: vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản, đồ ăn bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Do vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Thưa quý bà chị em, ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là nếu mà cây vả không còn nước lọc nữa, không có trái trên những cây nho, cây olive không có sanh sản và cũng không có đồ ăn gì hết, bầy chiên bị dứt hết khỏi ràng và không có bầy bò, nếu chúng ta là người đứng ở trước cái hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ phản ứng thế nào thưa quý bà chị em? Có thể sẽ có sự lựa chọn ở trong chúng ta khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh đó. Một, than phiền, lầm bầm và không có một lời cảm tạ nào hết. Hai, đó là chúng ta sẽ cảm ơn Chúa trong đức tin. Chúng ta không cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có một cái gì đó rồi thì chúng ta mới cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta nhìn thấy ở trong thuộc linh, trước mắt chúng ta đó là một viễn cảnh đầy phước hạnh và đầy dẫy sự vui mừng của Chúa ban cho chúng ta. Trong Chúa thì có một cái nguyên tắc thuộc linh nó khác so với ở ngoài thế gian. Ở ngoài thế gian khi mà ai đó cho chúng ta một cái mà đồ gì đó giá trị, thì khi chúng ta nhận cái đồ giá trị đó chúng ta sẽ cảm ơn. Đúng không quý bà chị em? Chẳng hạn ai đó họ giúp đỡ chúng ta một tiền học phí trong tháng này. Chúng ta nhận được cái số tiền đó chúng ta cảm ơn họ. Nhưng mà trong Chúa thì khác quý bà chị em. Trong Chúa cho dẫu rằng chúng ta chưa nhận được cái sự ban phước của Chúa, chúng ta chưa nhận được cái điều mà chúng ta cầu xin Chúa, nhưng mà nếu chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì cớ chúng ta có đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời, Ngài hứa với chúng ta Ngài sẽ cung ứng, Ngài sẽ chu cấp chúng ta một cái thành tín, thì chúng ta sẽ nhận điều đó thưa quý bà chị em. Còn nếu mà chúng ta không cảm ơn Chúa bởi đức tin thì chúng ta sẽ thấy không có bất cứ một phép lạ nào hết. Ở trong sách Philip đoạn 4 câu 6 chép thế này: chớ lo phiền chết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là chúng ta đừng có lo lắng, đừng có lo phiền gì hết, nhưng mà trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin Chúa và điều gì quý mà chị em? Sự tạ ơn nữa. Như vậy thì khi chúng ta cầu xin Chúa thì không phải là chỉ cầu xin mà thôi, nhưng mà chúng ta phải kèm theo với sự tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài đã cung ứng cho con rồi. Cảm ơn Chúa tiền nhà trong tháng tới Chúa đã duyệt cho con rồi. Cảm ơn Chúa cái tiền nợ đó mấy trăm triệu đó Chúa đã duyệt cho con rồi. Quý mà chị em ơi, hãy cảm ơn Chúa đi quý mà chị em. Cảm ơn Chúa bởi vì con đã được Chúa chữa lành rồi. Con còn hơi đau, còn hơi nhức đó, còn hơi mỏi đó, nhưng mà Chúa đã chữa lành cho con rồi. Đó là sự tạ ơn ở trong lời cầu nguyện bởi đức tin thưa quý mà chị em. Đừng chỉ để cảm ơn Chúa khi mà chúng ta có rồi thì chúng ta mới cảm ơn. Chúa Giê-xu đã nói với Thô-ma rằng là phước cho những kẻ chưa thấy mà tin. Có thể trong mắt của chúng ta chưa thấy, nhưng mà trong mắt thuộc linh của chúng ta đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy ở đâu quý bà chị em? Không phải nhìn thấy ở đây, không phải nhìn thấy ở trong con người chúng ta, nhưng mà chúng ta nhìn thấy mọi sự đáp ứng của Chúa ở trong đây đây. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, nghịch cảnh, hoạn nạn, anh chị em ơi hãy nhìn vào đây. Đừng có nhìn vào lá số tử vi, hoặc là nhìn vào trong số đề, hoặc là nhìn vào trong cờ bạc đỏ đen. Đừng nhìn vào trong những cái điều của thế gian này có thể cung ứng chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào lời của Chúa. Tất cả mọi nhu cầu của con người chúng ta, từ trong thuộc linh cho đến thuộc thể, đều đã có chép sẵn ở trong lời của Chúa. Cho nên là người theo Chúa, chúng ta hãy tin cậy lời của Chúa và sống với lời của Ngài thưa quý mài cha. Có những khi tôi nhìn thấy có một số ông bà chị em đến hội thánh để tìm kiếm ơn và sự chữa lành của Chúa trên đời sống của mình, nhưng mà đôi khi Chúa Ngài không đáp lời. Có những người được Chúa chữa lành rất là lạ lùng và siêu nhiên, thậm chí là mình chưa có đụng đến để cầu nguyện cho họ, họ được lành. Nhưng có những người thật sự chúng tôi đã hết sức, chúng tôi cầu nguyện cho họ, nhưng mà vẫn chưa thấy phép lạ của Chúa xảy ra. Và qua đó tôi nhìn thấy rằng là có những điều Chúa Ngài cung ứng chúng ta không phải theo cách của chúng ta muốn, nhưng mà theo cách của Đức Chúa Trời muốn. Có những người Chúa Ngài nhìn biết rằng là tấm lòng của họ cần có lời của Chúa, cần được gieo trồng lời của Chúa một cách chắc chắn, một cách sâu nhiệm ở trong lời của Chúa. Rồi thì sau đó Chúa ban phước cho họ và ban phước một cách dư dật thưa quý mài chàng. Có một thanh niên ở Đắk Lắk. Cách đây mấy tháng trước, cách đây hơn một tháng trước thì có nhắn tin cho tôi nói: mục sư ơi, bây giờ em và gia đình của em kiệt quệ quá mục sư, nợ mấy trăm triệu nó dí em. Mà cái nguyên nhân á là bởi vì có mâu thuẫn giữa
em này với lại một cái người làm công với em, bởi vì em này là giám đốc của một cái công ty xây dựng. Thì khi mà cái người làm công của em cũng là con cái Chúa, hai người mâu thuẫn với nhau, cái người này cảm thấy buồn phiền gì đó rồi không dâng hiến cho hội thánh, rồi cũng không đến nhóm thờ phượng Chúa trong hội thánh nữa. Và rồi sau đó vài tháng thì em này bị túng quẫn và tìm đến với tôi và nhờ tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện chúc phước, rồi tôi cũng cầu nguyện đuổi linh nghèo thiếu, rồi làm đủ kiểu cả để cho em được giải thoát ra khỏi những sự khó khăn nợ nần. Nhưng mà không thấy kết quả gì hết, thưa quý bài trang. Sau đó thì em vẫn trung tín nghe lời của Chúa, bài giảng nào tôi chia sẻ trên mạng em cũng đều lắng nghe. Và rồi đến một buổi sáng đẹp trời nọ thì tôi nhận cuộc điện thoại của em, và em mới nói rằng là: "Mục sư ơi, em nhận tin vui rồi. Đó là chiều nay em sẽ gặp được một người, người đó sẽ là cái người đối tác ở trong công việc làm ăn của em sắp tới. Xin mục sư hãy cầu nguyện để cho cái việc này được thành công." Và tôi cầu nguyện cho em buổi sáng thứ bảy đó. Thì cảm ơn Chúa, đến chiều thứ bảy sau khi gặp cái người đối tác đó thì em đã trúng thầu được và lời hơn 100 triệu. Cảm ơn Chúa, em đã mừng và em nhắn tin nói: "Cảm ơn Chúa mục sư, Chúa làm lạ luôn, Chúa giải thoát ra khỏi nan đề." Và từ đó thì bắt đầu công việc bắt đầu phát triển trở lại. Em đã nói rằng là tại Chúa, nếu không có những cái tháng ngày khó khăn đó thì em sẽ có thể không bao giờ tìm đến với lời của Chúa, không bao giờ kinh nghiệm được cái sự chúc phước của Chúa dữ dật như thế này trên đời sống của em. Thưa quý mà chị em, đôi khi Chúa dùng cái sự hoạn nạn khó khăn để đem chúng ta đến gần với Chúa hơn. Bởi vì nếu không có hoạn nạn khó khăn, chúng ta sẽ có thể không bao giờ chúng ta gặp được Chúa. Có một giáo sĩ Tin Lành đã đến tại một cái buổi lễ Giáng sinh ở tại Grace Camp ở Nigeria, châu Phi. Và đây là một cái trung tâm điều trị bệnh cùi. Thì lần đầu tiên khi mà bà giáo sĩ này đến tại đó, đó thì bà đã nói rằng: "Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một số người cùi đông như vậy để nhóm lại thờ phượng Chúa." Buổi lễ này được tổ chức ở ngoài trời và lúc nào cũng đông nghẹt người hết. Người thì ngồi gốc cây, người thì ở ụ đất, người thì ở bãi cỏ. Và khi bà giáo sĩ này nhìn thấy có vô số người cùi đang thờ phượng Chúa như vậy thì bà nói: "Những người này thật là đáng thương." Và người nào người nấy thì cùi trên mặt, cùi trên tay, trên chân, ghẻ lở khắp người hết. Nhưng mà đặc biệt đó là mặt của họ, khuôn mặt của họ đó quý bà chị em luôn sáng ngời khi hát lên những bài thánh ca Giáng sinh. Đến phần công bố lời của Chúa thì mục sư đã mời một người bệnh cùi bị ăn hết những cái ngón tay trên tay của mình. Thì cái người này bước lên đọc kinh thánh. Và người này đã cột một cái que ở trên cái cùi tay của mình để mà lật từng trang kinh thánh. Và sau khi mà bài giảng kết thúc, mục sư mời những người cùi, những con cái Chúa bị cùi như vậy lên để mà làm chứng về ơn phước của Chúa trên đời sống của họ. Thì cái người mà vừa mới đọc kinh thánh trước khi mục sư chia sẻ đó đã bước lên và nói rằng là: "Tôi muốn cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cho tôi bị cùi." Thế là cái bà này bà nói: "Ủa, tôi có bị nghe lầm hay không, hay là cái người dịch cho tôi dịch lộn, tại sao mà nói là cảm ơn Chúa tôi bị cùi như vậy?" Thì cái người thông dịch nói rằng là: "Tôi không có dịch sai đâu, nhưng mà bà dịch đúng chính xác luôn, đó là cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi bị cùi." Và người này nói tiếp, cái người bị cùi nói tiếp rằng là: "Nếu tôi không bị cùi thì có thể tôi đã không bao giờ được biết đến Chúa Giêsu, không bao giờ cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho tôi sâu xa đến thế. Thực tế bây giờ tôi đang bị cùi, có thể tôi sẽ không bao giờ được Chúa chữa lành, nhưng tôi lại cảm nhận được tình yêu của Chúa luôn đổ tràn ở trên tôi qua nhiều người đang chăm sóc và trợ giúp cho tôi." Thưa quý mài chị em, đôi khi có những nan đề đến với chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm được Chúa theo cách đặc biệt của Chúa. Nếu Chúa không giải quyết nan đề của anh chị em, liệu rằng tấm lòng của anh chị em có còn yêu mến Chúa và trung thành với Chúa nữa hay không? Anh chị em theo Chúa vì điều gì? Anh chị em theo Chúa bởi vì phước hạnh chăng? Vì tiền bạc chăng? Vì công danh lợi lộc, vật chất tạm thời, tạm bợ của thế gian chăng? Điều đó có thể đúng theo một khía cạnh nào đó của con người. Nhưng mà tôi khích lệ quý mà chị em hãy nhìn xa hơn nữa. Nhìn xa hơn cái trần gian tạm bợ này để chúng ta nhìn thấy được có một cái viễn cảnh tương lai phước hạnh ở trong thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên là 103, từ câu 1 cho đến câu 5, lời của David đã nói thế này: "Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triệu độ cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa cái vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phục hoàng. Và khi tôi đọc tiếng Anh đó quý mà cho em, thì cái câu 1 đó là cái từ đó là bless the Lord, O my soul. Nó cũng là một cái nguồn cảm hứng cho người tác giả đã viết ra bài hát Nguyện Chúa Tán Chúa Muôn Đời, nhưng mà tiếng Anh đó thì là Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Thì cái câu đầu tiên này đó chính là cảm hứng cho cái người tác giả đó sáng tác ra bài hát. Và những cái lý do mà David đã viết ở đây, thứ nhất đó là Ngài tha thứ các tội ác người. Những ân huệ của Chúa rất là nhiều trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà một cái ân huệ lớn nhất mà mỗi người tin Chúa chúng ta không bao giờ nên quên, đó là chúng ta được Chúa Ngài tha thứ những tội ác của chúng ta. Mỗi cuộc đời của chúng ta đều có một quá khứ, đúng không quý mà cha? Trước khi tin Chúa chúng ta có một quá khứ tội lỗi. Không ai giống ai cả, nhưng mà tưởng chung lại chúng ta có một quá khứ tội lỗi tối tăm, không nhận biết Chúa, hư mất đời đời. Nhưng tại Chúa, Chúa đã đến và Chúa Ngài đã cứu chúng ta, tha thứ tội lỗi của chúng ta. Ngài đã rửa sạch chúng ta trong dòng huyết của Chúa Jesus Christ. Có người thì tội nhiều, có người thì tội ít. Người tội nhiều thì yêu Chúa nhiều, còn cái người tội ít thì yêu Chúa ít hơn. Nhưng mà dẫu anh chị em yêu Chúa nhiều hay yêu Chúa ít thì có một thực tế đã xảy ra trong quá khứ, đó là Chúa Giêsu đã chịu chết thế cho mọi tội lỗi của chúng ta trên đồi Gô-tha. Ở trong Lê-vi ký đoạn 16 có chép về hai con dê gánh tội. Và khi mà trong cái buổi lễ chuộc tội diễn ra vào ngày 10 tháng 7 của người Do Thái á, thì thầy tế lễ họ sẽ cột một cái sợi dây màu đỏ đều ở trên sừng bên phải của con dê Asasen, tức là con dê đó, con dê gánh tội. Và con dê đó sẽ được thầy tế lễ đặt tay lên nó và xưng nhận tất cả mọi tội lỗi của dân Israel và dân sự của Chúa. Và khi mà con dê gánh tội này nó được cầu nguyện để mà gánh tội của dân Israel, thì nó sẽ bị đuổi ra khỏi đền thờ và ra khỏi thành Jerusalem. Nó sẽ bị đuổi ra khỏi đồng vắng. Và thầy tế lễ sẽ dẫn nó đi lên núi Azazel, tức là Asasen đó quý vị. Và trên núi đó thầy tế lễ sẽ tìm cách để đẩy nó xuống sườn núi và cho nó đi xuống dưới cái vực của cái núi Asasen đó ở trong đồng vắng. Và khi cái con dê đó nó chết thì phép lạ sẽ ra, thưa quý mài cho em. Trước khi mà cái con dê đó bị đuổi ra đó, thì thầy tế lễ họ sẽ cột một cái dây màu đỏ ở trên sừng bên phải của con dê đó, và một cái dây màu đỏ khác ở trên cửa của đền thờ hoặc là trên bàn thờ của nơi thánh. Và khi mà con dê đó nó chết ở ngoài đồng vắng, thì Chúa Ngài là phép lạ, Ngài khiến cho cái dây màu đỏ cột ngay cái cửa đền thờ đó nó chuyển sang màu trắng. Điều này chúng ta không tìm thấy ở trong Kinh Thánh, nhưng mà theo truyền thống để lại của người Do Thái họ kể như vậy. Và mỗi khi mà thầy tế lễ họ nhìn thấy cái dây màu đỏ đó chuyển sang màu trắng, thì thầy tế lễ sẽ công bố rằng là tội lỗi của dân Israel đã được Chúa Ngài tha thứ và buổi lễ chuộc tội đó được hoàn tất. Ở trong Kinh Thánh có nói với chúng ta Ê-sai đoạn 1 câu 18: dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Và theo như lịch sử ghi chép ở tại Do Thái thì cái phép lạ đó nó đã chấm dứt vào năm 30 sau Công Nguyên, vì một số lý do lịch sử cho nên là cái phép lạ đó nó ngưng lại. Và khi mà các nhà học giả Kinh Thánh họ nghiên cứu, họ thấy rằng là thật sự đây là một cái sự trùng hợp rất là tuyệt vời trong chương trình của Chúa, bởi vì lúc năm 30 tuổi thì Chúa Giêsu Ngài bước chân vào trong chức vụ. Và Đức Chúa Trời Ngài không còn nhậm lời để mà tha thứ cho dân sự của Chúa qua cái sợi chỉ đỏ, qua phép lạ ở trong đền thờ đó nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài chuyển giao ơn tha thứ cho Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu Ngài nói rằng là hầu cho ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Sự tha thứ được trao cho Chúa Giêsu khi mà Ngài bước vào trong chức vụ. Cho nên Chúa Giêsu Ngài có thể nói rằng là ta tha tội cho người. Người Do Thái lúc bây giờ họ rất là nổi giận, bởi vì cái truyền thống trước đó để lại đó là sự tha thứ tội lỗi của Đức Chúa Trời được quyết định bởi cái sợi dây đỏ ở trong đền thờ, chứ không phải là bởi một ai đó. Thậm chí thầy tế lễ thường phẩm cũng không được phép để mà nói rằng là tội lỗi của anh chị em được tha. Và Đức Chúa Trời Ngài đã giao cho Chúa Giêsu cái quyền tha thứ tội lỗi.
Và Chúa Giêsu là đấng duy nhất có quyền để tha thứ cho tội lỗi của người chúng ta. Cho đến ngày hôm nay Chúa Giêsu ngài vẫn đang là thể lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek, và Chúa Giêsu ngài vẫn đang sống. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng. Và Chúa Giêsu ngài vẫn tiếp tục tha thứ cho những ai biết mình có tội và chạy đến với ngài. Buổi sáng hôm nay nếu anh chị em nào chúng ta đến đây, tấm lòng của chúng ta bị chịu nặng bởi vì chúng ta biết rằng mình là một tội nhân. Mình phạm tội trước mặt Chúa. Và mình chưa được giải phóng ra khỏi những cái ác tội lỗi. Thôi mà chị em hãy đến với lời của Chúa. Lời của Chúa nói rằng là nếu chúng ta xưng tội mình thì ngài là đấng thành tín công bình để tha tội chúng ta và làm chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Chúa ngài sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi của anh chị em. Và khi tội lỗi của chúng ta được tha, linh hồn của chúng ta được cứu, thì Thi Thiên đoạn 32 câu 1 câu 2 chép rằng là phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể dài cho và trong lòng không có sự giả dối. Khi tội lỗi chúng ta được tha, đó là một cái phước hạnh lớn nhất thưa quý mài chị em. Còn khi chúng ta phạm tội, chúng ta vi phạm luật pháp của Chúa, tâm linh của chúng ta không bao giờ vui mừng nổi. Và chúng ta cảm thấy con người của chúng ta nó có một cái gì đó đè nặng và chúng ta cảm thấy trong lòng của chúng ta nó buồn rười rượi. Mọi sự chúng ta làm nó đều không được phước và không được thịnh vượng. Nhưng mà khi chúng ta đến ăn năn tội lỗi của chúng ta trước mặt Chúa, cuộc đời của chúng ta bắt đầu đơm hoa, nở lộc và phát triển trở lại. Khi David, ông phạm tội tà dâm với Bathsheba và giết chồng của Bathsheba để sở hữu Bathsheba một cách hợp pháp, thì ông không bao giờ thỏa lòng đối với lại cuộc sống của mình. Và ông đã phải ăn năn trước mặt Chúa cho đến khi mà ông biết chắc rằng là Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tội lỗi của mình. Thưa quý mà chị em là con cái Chúa, chúng ta hãy nên dành thời gian để chúng ta tra xét tấm lòng của chúng ta mỗi ngày ở trong ơn thương xót của Chúa. Và hãy nhớ rằng chúng ta đã từng được Chúa ngài tha thứ trước đây. Và ngài sẽ tiếp tục tha tội chúng ta, thưa quý mài chị em. Chúa không phải chỉ là đấng tha thứ tội lỗi một lần. Nhưng mà Chúa ngài có thể tha thứ chúng ta 70 lần 7 nữa, thưa quý mài chị em. Chúa là đấng giàu ơn đầy sự nhân từ và dư dật ở trong sự tha thứ của Chúa. Hãy đến để chúng ta được kinh nghiệm sự tha tội của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và đây là lý do đầu tiên mà chúng ta biết ơn Chúa. Nếu cuộc sống của chúng ta nó đang gặp nhiều khó khăn, đang gặp nhiều nan đề, thì anh chị em ơi hãy nhớ rằng tại thập giá, Chúa Giêsu ngài đã tha tội chúng ta. Và khi chúng ta biết rằng tội lỗi của chúng ta được tha, thì chúng ta sẽ có đầy dậy sự vui mừng cảm ơn Chúa. Thứ hai đó là bệnh tật của chúng ta được Chúa chữa lành, được quý mài chị em. Chữa lành một bệnh tật của người. Cảm ơn Chúa sự chữa lành của Chúa. Nếu mà chúng ta kể hết từng phép lạ Chúa chữa lành cho con cái Chúa ở trong hội thánh của chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có đủ thời gian để chúng ta nói hết những phép lạ chữa lành của Chúa. Trong cuộc đời của tôi thì tôi chứng kiến vô số những phép lạ chữa lành của Chúa trong thân thể của con cái Chúa, những người có đức tin nơi Chúa. Thậm chí có những người què ngồi xe lăn cả chục người như vậy đó quý vị. Chỉ trong vòng 5 phút thôi họ đã đứng dậy và họ đã bước đi ở trong ơn của Chúa. Tôi đã đến tại một hội thánh lớn nhất thế giới và tôi đã nhìn thấy người mục sư đó cầu nguyện cho hàng chục người ngồi xe lăn, họ được đứng dậy. Và có hàng trăm người bệnh tật khác nhau được Chúa chữa lành chỉ trong vòng vài nốt nhạc thôi quý mài cha. Chúa ngài thành tín và Chúa ngài hành động rất là lạ lùng thưa quý mài cha. Và Chúa ngài vẫn tiếp tục chữa lành bệnh tật của chúng ta ngày hôm nay nữa quý mài cha. Kinh Thánh không phải là một quyển sách lịch sử ghi chép lại những phép lạ chữa lành của thân thể của Đức Chúa Trời cho con người của chúng ta mà thôi, rồi kết thúc khi mà sách Khải Huyền được viết ra, để rồi bây giờ chúng ta đọc Kinh Thánh giống như là chúng ta học môn lịch sử. Không, Đức Chúa Trời không hành động như vậy quý mà chém. Chúa ngài vẫn y nguyên và Chúa ngài vẫn tiếp tục làm ơn, Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn chăm sóc thành tín trong lời của Chúa. Nếu bổn tánh yêu thương của Chúa không thay đổi thì tại sao mà công việc của Chúa lại thay đổi? Nếu Chúa Giêsu ngày xưa đã từng thương 6 đám đông và ngài đã chữa lành cho đám đông, thì ngày hôm nay Chúa Giêsu ngài vẫn yêu thương chúng ta và ngài vẫn chữa lành chúng ta. Amen không ạ? Có người ngày hôm qua nói với tôi rằng lạ lắm mục sư, trước đây á, khi mà em ở trong nhà thờ truyền thống á, em cầu nguyện cho ai đó người đó không hết bệnh mà thậm chí có người chết thì người ta cho em là chính giáo. Nhưng bây giờ thì khi thánh linh của Chúa ngài đầy dẫy trên em á, em được Chúa ngài ban cho em có ơn chữa lành đủ quỷ, thì người ta nói rằng là em là tà giáo. Ngày trước á, khi mình chưa có quyền năng của Chúa, quỷ đuổi mình, mình thấy quỷ đâu sợ lắm, thì mình là chính giáo. Người ta cho mình là chính giáo đó. Nhưng mà khi mình được đầy ơn của Chúa, có uy quyền ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ để mà bước ra và đuổi quỷ chữa lành, thì người ta nói rằng là mình theo phe tà giáo. Tôi nghe cái điều này nghe có vẻ rất là buồn cười.
Nhưng mà thực tế là như vậy đúng không anh chị em? Ngày hôm nay người ta vẫn không tin vào trong ơn chữa lành và giải cứu. Người ta cứ nghĩ rằng là cái chuyện đó ở trong lịch sử thôi. Chứ còn hiện tại thì Chúa ở trên trời còn chúng ta ở trên đất này. Chúng ta không nên nói chuyện, không nên ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Quý mà cho em nên nếu nói như vậy thì Hội Thánh Tin Lành của chúng ta chỉ giống như là những tôn giáo khác. Đúng không ạ? Chỉ làm cái việc tôn giáo thôi. Không có quyền năng, không có sự hiện diện của Chúa. Những cái lời cầu nguyện của chúng ta có lẽ nó giống như là những lời kinh sáo rỗng của người đời. Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài vẫn thành tín và Ngài vẫn làm phép lạ. Ngài vẫn chữa lành cho chúng ta, quý mà cho em. Tạ ơn Chúa. Cho nên buổi sáng nay anh chị em nào chúng ta đến đây mà chúng ta đang có bệnh tật ở trong cơ thể của chúng ta, tôi khích lệ quý bà chị em hãy nhân danh Chúa Jesus Christ tiếp nhận sự chữa lành của Chúa cho cơ thể của chúng ta. Một người chị em ở Đắk Lắk bị bù ếm do người ta tranh chấp đất đai với người chị em này, và người chị em này bị đau phân nửa cơ thể từ bên trái từ trên người cho đến xuống dưới chân, và tối nào thì cũng bị đau nhức ở trong chân của mình, giống như có ai kim chích vào trong cơ thể của mình vậy. Và qua điện thoại tôi hướng dẫn cho người chị em này cầu nguyện bẻ gãy những cái sự tấn công của bùa chú như vậy. Thì phép lạ của Chúa xảy ra ngay lập tức, thưa quý mà chị em. Trước đó người chị em này đã không thể ngủ được hơn 2 đêm rồi và người rất là kiệt sức mệt mỏi. Nhưng mà tạ ơn Chúa đã hành động, và chỉ sau có chưa đầy 5 phút thì Chúa đã khiến cho người chị em này đã được Chúa chữa lành hoàn toàn, không còn đau nhức ở trong phần thân bên trái nữa. Và lạ lùng thay đó là hôm sau khi tôi hỏi cái người gái thì người gái nói rằng là tạ ơn Chúa, tối hôm qua mẹ em đã có thể ngủ được một giấc rất là ngon lành. Là Chúa của chúng ta rất là tuyệt vời, thưa quý mà cha. Để cho các quyền lực của ma quỷ nó phải xấu hổ, nó phải hổ thẹn trước danh Chúa của chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta bị ma quỷ nó ếm rồi, chúng ta bị ma quỷ nó đè đầu cửa cổ chúng ta, mà chúng ta cứ nói Chúa ơi, xin Chúa thêm sức cho con để con có thể chịu đựng được cái sự tấn công của nó. Giống như ai đó mà giọng vào mặt của chúng ta và chúng ta cứ đưa mặt ra cho họ giọng mà mình cứ cắn răng mình chịu. Thấy thương vô cùng quý mà cho em. Chúa không muốn chúng ta phải sống như vậy. Chúa muốn chúng ta phải sống đúng theo lời của Chúa. Đó là chúng ta được ngồi ở trong các nơi trên trời, trong Đức Chúa Jesus Christ. Vị trí của chúng ta là một vị trí uy quyền, vượt trên tất cả mọi quyền lực của ma quỷ. Amen. Và không có quỷ nào có thể đụng chạm để chúng ta được. Không có bệnh tật nào mà Chúa không thể giải quyết và chữa lành chúng ta được. Nhưng mà có những khi chúng ta cần phải tìm kiếm Chúa, giống như là chúng ta phải tìm vàng vậy đó quý mà cho em. Vàng và kim cương không bao giờ chúng ta có thể mình tìm ở trên cái bề mặt của đất dễ dàng được. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải dành thời gian để chúng ta tìm kiếm Chúa, giống như chúng ta đang đào vàng hoặc đào kim cương. Có những khi phải mất rất là nhiều thời gian để chúng ta tìm kiếm cho đến khi chúng ta gặp được bảo vật đó. Tôi biết có những người họ phải tìm kiếm Chúa hơn cả nửa năm để mà họ được lành cái bệnh ung thư của họ. Thậm chí có những người mất thời gian nhiều hơn nữa, 1-2 năm chẳng hạn, để được lành bệnh tật nào đó. Cho nên quý mà cho em ơi, Chúa của chúng ta Ngài luôn thành tín. Nếu chúng ta còn sống, chúng ta vẫn còn có cơ hội, còn nước còn tác. Amen không quý mà cho em? Giả sử nếu Chúa không chữa lành cho bệnh tật của chúng ta thì sao? Chúng ta liệu còn tin cậy Chúa hay không? Gióp đã nói rằng là dẫu Chúa giết ta, ta vẫn sẽ tiếp tục nhờ cậy nơi Chúa. Có những bệnh tật Chúa cho phép nó xảy ra. Nhưng nếu Chúa Ngài không chữa lành chúng ta, liệu rằng đức tin của chúng ta có còn tin cậy Chúa hay không? Và Chúa biết được sức chịu đựng của chúng ta. Có những người Chúa Ngài chữa lành cho họ, cũng có những người Chúa tiếp rước họ về. Có thể trong mắt của người chúng ta nhìn đó là Chúa đang giết cái người đó, nhưng mà trong ý của Chúa đó là Chúa Ngài thấy người đó đã xong cái phần việc, Chúa rước về. Và cho dẫu chúng ta được lành hay không được lành, chúng ta hãy phát huy đức tín tin cậy Chúa của chúng ta. Quý mài chen. Có những khi Chúa giải cứu, nhưng mà có những khi Chúa không giải cứu. Nhưng mà lòng của chúng ta cần phải có đức tin tin cậy Chúa. Ở trong sách Khải Huyền có nói về những linh hồn họ bị chết chém vì cớ lời chứng của Chúa. Và họ đã kêu nài với Chúa. Ở trong Khải Huyền là 6 câu 9 trên câu 11 chép rằng là khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng của họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn ban cho họ mỗi người một áo dài trắng và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết mình như vậy, như mình vậy. Anh chị em thấy ở đây có một sự bất công rất lớn. Thậm chí là những linh hồn của những người tử đạo đó, họ cũng kêu nài với Chúa. Chúa ơi, Chúa có oan quá. Thì có thể chúng ta nhìn vào trong những cái điều này và chúng ta nói, ôi tại sao mà Chúa lại cho phép những người đó chết như vậy? Tại sao họ tin Chúa nhưng mà Chúa đã không cứu họ ra khỏi cái sự tử hình như vậy, để họ phải chịu chết chém như vậy? Quý mà cha em ơi, có những khi
Chúng ta kêu nài cái sự công bằng. Nhưng mà hãy nhớ một điều rằng là trên đất này không bao giờ có sự công bằng trọn vẹn. Đôi khi Chúa Ngài muốn cho chúng ta phải học để chúng ta thích ứng với hoàn cảnh khó khăn và bất công ở chung quanh chúng ta. Có những cái sự bất công nó xảy ra trước mặt chúng ta, nhưng mà chúng ta phải trở nên quen thuộc với nó và chúng ta không thể nào thay đổi được nó, quý bà cha. Và ở đây chúng ta thấy là có sự bất công đối với lại những linh hồn của những người bị giết vì cớ đạo của Chúa, vì có sự làm chứng về Chúa Giêsu. Nhưng mà những người đó họ không có lầm bầm than phiền với Chúa. Họ chỉ muốn rằng là mọi sự đã sẽ được sáng tỏ và họ được thanh minh ở trước mặt thiên đàng. Quý mài cha em ơi, nếu có sự bất công nào đó trong đời sống của chúng ta, và có thể vì cớ lý do đó mà chúng ta không thể cảm tạ Chúa, không thể nhìn thấy sự tốt lành của Chúa, tôi khích lệ quý mài cha em hãy nhìn vào lời của Chúa. Hãy nhìn Chúa Giêsu chứ đừng nhìn vào trong hoàn cảnh. Có những sự bất công mà chúng ta thấy rằng là nó không thể thay đổi được. Ở những nước phương Tây thì họ có một cái điều này tôi thấy nó không biết là quý vị nghĩ nó tốt hay là nó xấu. Tức là những người dân họ có công ăn việc làm ổn định thì chính phủ họ sẽ lấy thuế của lương người dân á là 30%, có người lấy 35%. Rồi nếu mà những người giàu có hoặc là triệu phú đó thì có thể sẽ bị đánh thuế tới 50%. Tức là giả sử anh chị em thu nhập một tháng 1 tỷ đồng thì anh chị em sẽ phải đóng thuế cho nhà nước 500 triệu. Tiền thuế đó làm gì? Tiền thuế đó dùng để chu cấp lại người nghèo khổ, cho những người vô gia cư hoặc là những người mà nhập cư, họ mới đến tại đất nước đó và không có công ăn việc làm ổn định. Thì cái tiền đó đó, chính phủ họ sẽ lấy để mà chu cấp lại ngược cho người dân. Nói đến đây anh chị em thấy điều này tốt không? Về phía những người nghèo á thì họ thấy ồ tốt quá. Nhưng mà đối về phía những người mà họ đóng thuế đó quý mài cho em, họ rất là khó chịu. Họ nói tôi phải cày nai lưng ra để làm kiếm tiền khó nhọc, bây giờ tôi đóng tiền để cho chính phủ lấy cái tiền đó chăm sóc lại cho những cái người mà không có việc làm. Thậm chí có những người, xin lỗi, họ làm biếng, họ không chịu đi làm, vẫn có tiền để mà sống. Thì về phía những người mà họ có tiền như vậy, họ nói sao? Cái này là bất công, không công bằng. Họ không đi làm mà cũng có tiền nữa. Và thế là trong xã hội phương Tây họ có hai cái sự đối lập như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng là không có bất cứ một đất nước nào trên hành tinh này có sự công bằng tuyệt đối cả. Luôn luôn có một sự bất công ở một khía cạnh nào đó. Và nếu chúng ta cứ đòi hỏi sự công bằng thì có lẽ phải về trời rồi thì chúng ta mới biết được lúc đó công bằng hay không công bằng. Nó như thế nào? Lúc đó thì ngát đáo đầu chung hữu báo. Chúng ta sẽ thấy rõ được cái sự công bằng, công bình của Đức Chúa Trời của chúng ta. Còn trong hiện tại này, thưa quý mài cho em, chúng ta hãy tiếp tục tiến bước với Chúa. Hãy tin cậy Chúa. Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù được công bằng hay là không công bằng, dù được công chính hay là bất công, thì chúng ta hãy tiếp tục đi theo Ngài. Đừng thắc mắc, đừng hoài nghi sự tốt lành thành tín của Chúa quý mài cho em. Có những khi chúng ta gặp hoạn nạn, gặp sự bất công đó, rồi chúng ta mới được phước và được Chúa Ngài nhấc lên ở trong mức độ cao hơn. Kinh Thánh nói tiếp với chúng ta cái phước hạnh thứ ba đó chính là Ngài cứu chuộc mạng sống của chúng ta khỏi chỗ hồi nát. Rồi Ngài lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều độ cho ngươi. Có những khi Chúa Ngài cho phép cái hoạn nạn xảy ra để rồi sau đó Chúa tôn chúng ta lên, Chúa nhấc chúng ta lên đó quý mài cha. Như Joseph chẳng hạn, khi mà Joseph bị bán qua bên Ai Cập thì Joseph đã phải đi xuống và đi xuống. Ông trước hết ông phải làm nô lệ trong nhà của Phô-ti-pha, sau đó ông bị quăng vào trong tù. Rồi tưởng rằng là hai cái ông quan thượng thiện và quan tủ chánh sẽ nhớ đến mình, nhưng mà rốt cuộc hai ông quan nó cũng không nhớ đến mình. Một người thì chết, một người sống, cái người sống nó không có nhớ đến mình nữa. Và tưởng rằng là cuộc đời của Joseph đã bị lãng quên ở trong tù. Thế nhưng đến một ngày nọ thì Chúa Ngài đã dùng cái giấc chiêm bao của Pharaoh để mà đem Joseph lên và khiến cho ông được đăng quan ở trong sự nhân từ của Chúa. Có những khi cái chuyện nó hoàn cảnh nó xảy ra chúng ta không hiểu tại sao quý mài cha. Cách đây vài năm trước thì con trai của tôi nó phải ngưng việc học ở trong trường quốc tế và nó phải chuyển về Trảng Bàng, Tây Ninh để mà học, bởi vì ở thành phố Hồ Chí Minh này không nhận nó. Dẫu rằng chúng tôi hộ khẩu sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà cái trường sát bên nhà chúng tôi đó không nhận, bởi vì thấy rằng là nguyên một năm lớp 1 của nó, năm lớp 2 của nó không có học ở trong trường. Và thấy là trường không nhận, muốn nhận là phải tốn rất là nhiều tiền. Và gia đình chúng tôi quyết định là đem con của chúng tôi về Trảng Bàng để mà học.
Và khi mà chuyển con của mình về trảng bàn để học thì lòng của hai vợ chồng chúng tôi không vui. Bởi vì bây giờ con của mình nó phải sống xa cách mình như vậy rồi, nó về cái khu vực đó, không biết là chất lượng giáo dục nó có bằng như thành phố hay không. Và chúng tôi cứ cầu nguyện đêm ngày cho con của mình. Cảm ơn Chúa rằng là Chúa ngài thương xót và Chúa ngài làm phép lạ đặc biệt trên con trai của tôi. Con của tôi thì nó có học đàn ở Tàu Thánh này và nó biết đàn rất là giỏi. Và khi mà những ngày đầu trong năm học thì các thầy cô trong trường hỏi rằng là trường của mình có ai biết đàn không? Thì con của tôi là đứa duy nhất nó biết đàn ở trong trường. Có những đứa khác, nhưng mà những đứa khác nó đàn không hay không giỏi bằng con của tôi. Và thế là trường đã gọi là chỉ định con trai của tôi sẽ là cái người đánh đàn cho cả trường hát quốc ca mỗi ngày đầu tuần. Và con của tôi nó được bầu trở thành cái người mà gọi là cai quản hết những người mà những đứa trực nhật, những đứa học sinh trực nhật ở trong trường đó. Và toàn bộ khối 6, con trai tôi học lớp 6. Và con trai của tôi nó là được cả khối 6 và thậm chí là những lớp khác nữa lớn hơn nhận là anh hai. Lạ không quý mai chép, mấy cái đứa lớn già đầu hơn đó nhận anh hai. Và cả khối 6 đó ai cũng tự hào bởi vì mình có thằng anh hai đẹp trai mà giỏi giống như thằng Phước Toàn này. Và khi mà một ngày kia con trai tôi nó đi cùng với nhóm bạn của nó khoảng chừng hai ba đứa thì đang trên đường về thì đi ngang qua cái đám đi ngang qua một cái đứa lớp khác nó bị cái tụi sao đen đòi nợ. Thì cái đứa bị sao đen đòi nợ đó nó thấy con trai của tôi là Phước Toàn đi ngang qua, nó nói anh hai giúp em với. Cái thế là cái tụi sao đen á nó nắm cổ con trai của tôi, nó nói bây giờ mày là anh hai đúng không, mày trả nợ cho thằng này. Con trai tôi nói ủa tao đâu có biết này là ai đâu, tao đâu có nợ nần gì bay đâu mà mấy anh kêu tôi phải trả nợ cho nó. Cái thế là dùng dằn qua lại có một cái anh chàng cũng khoảng chừng tầm hơn 20 tuổi ở trong nhóm đó đang định dòng con trai của tôi. Thì rất là ngẫu nhiên và tình cờ quý mà chen, tôi biết rằng là đây là chương trình của Chúa. Thì cái chỗ mà con trai tôi và nguyên một đám đang đứng á thì đó là nhà của ông trưởng công an khu vực tại đó. Nhà rất là to, ở trong nhà có tới 7 hoặc là 8 người vệ sĩ nữa. Thì khi nguyên đám đang nháo nhào ở đây đó thì 7, 8 anh chàng vệ sĩ ở trong nhà chạy ra đấm đạp rồi hả là cứu con trai tôi ra khỏi bàn tay của cái tụi giang hồ sao đen đó. Giống y như phim rồi đó quý vị. Và từ hôm đó trở đi thì trường đã yêu cầu công an xã cắt cử những người công an xã đó để đưa con trai của tôi từ trường về nhà tới tận đầu hẻm luôn quý vị. Con trai tôi nói rằng là ba biết không, ba mẹ biết không, là mỗi ngày đều có các chú công an thí dụ mà bữa nào rảnh đó, họ lấy cái xe chuyên dụng của họ to đó chạy theo con đạp xe đạp rồi mấy chú chạy sau con để bảo vệ con. Còn khi nào mấy chú mà bận á thì cũng có ít nhất là hai chú chạy xe Honda chạy theo con để bảo vệ con, giống y như là con của tổng bí thư hay là con của ông lớn vậy đó. Tôi nói ồ cảm ơn Chúa ban phước cho con của mình quá lớn. Và trong một buổi sáng nọ thì khi mà con của tôi được hai chú công an hộ tống về nhà thì đang đi như vậy, tại vì họ chạy xa mà họ không có muốn đi gần con của tôi, họ chạy xa thì con của tôi được giống như là có hai người hỏi đường, hai cô chú đó hỏi đường và hỏi đường đi. Con của tôi đang chỉ đường thì hai cái chú công an đó chạy lên và nói bây giờ hai ông bà muốn cái gì, hai ông bà định đăng hiếp con định đăng hiếp đứa nhỏ này phải không, rồi bắt lên xe công an luôn. Không có thấy con trai của tôi nói mấy chú công an ơi, hai cô chú này ở thành phố mới lên cho nên không biết đường, hỏi đường của con. Thế là hai cô chú đó nhờ con trai của tôi được thoát hôm đó. Và qua ngày hôm sau thì không biết ai loan tin đó thì hai cái chú công an bắt nhầm người dân á bị thuyên chuyển công việc. Tôi nói đây là đúng là buồn cười quá, đi theo bảo vệ con của mình không xong là bị thuyên chuyển công việc đó. Tôi chia sẻ điều này để cho quý bà cho em thấy rằng là có những chuyện mà Chúa làm không tưởng quý bà cho em, có những điều mà chúng ta không thể nào mà chúng ta
có thể làm được tốt hơn cho con cái của mình. Nhưng Chúa có thể làm điều tốt nhất. Và Chúa có thể ban phước chúng ta rất là nhiều cách thưa quý mà chị em. Có thể Chúa không ban phước cho tài chánh, không thể ban phước cho công việc của chúng ta. Nhưng con cái hậu tự của chúng ta, chúng nó sẽ là nguồn phước cho những người xung quanh mình. Tôi tin rằng khi tôi hầu vì Chúa thì Chúa Ngài cũng sẽ ban phước cho con cái hậu tự của tôi. Ý theo lời của Chúa rằng là Ngài sẽ ban phước, Ngài sẽ làm ơn cho đến ngàn đời cho cái nào yêu mến Chúa và giữ gìn các điều răn của Chúa. Anh chị em cứ yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và cứ làm theo lời của Chúa đi quý mai chị em. Rồi con cái của anh chị em nó sẽ được phước. Amen. Cho tôi xin cái ly nước. Và có những phước hạnh khác nữa thưa quý mài chị em, như là Ngài đã cho miệng chúng ta được thỏa cái vật ngon, rồi tuổi đang thì của chúng ta trở lại như của chim phụng hoàng. Cái từ chim phụng hoàng ở đây đó là eagle, tức là con chim đại bàng đó quý mài chị em. Chúa muốn cho chúng ta mỗi ngày theo Chúa sẽ giống như là những con chim đại bàng, chứ chúng ta không phải là những con chim quạ hay là chim ưng ăn xác chết, nhưng mà chúng ta sẽ những con chim đại bàng luôn ăn những thức ăn tươi ngon mà thôi thưa quý mài chị em. Con chim đại bàng nó có thể nhìn rất là xa và nó bay rất là cao thưa quý mài chị em, nó có thể bay cao hơn 2 dặm, tức là khoảng 3 cây số, và nó có thể nhìn thấy từ trên cao 3 cây số như vậy, thấy con cá nó đang ở dưới mặt nước, mà nó có thể phóng từ trên cao như vậy với tốc độ là 200 km/h, và nó có thể bắt chính xác con cá đó. Và Chúa đã dựng nên con chim đại bàng đó với một cái tốc độ như vậy để nó có thể bắt được cái con mồi còn sống và ngon. Còn con chim quạ đó quý vị thì nó chỉ ăn xác chết thôi, tức là con vật nó chết rồi nó đến nó ăn. Và không ai mà nhìn thấy con chim quạ mà người ta lên ô chim quạ kìa hay là kênh kìa, không có đúng không ạ? Nhưng khi thấy mà con chim đại bàng đó thì người ta nói wow, nó là một con vật rất là oai nghi và dũng mãnh. Anh chị em muốn trở thành chim đại bàng hay là kênh? Tôi ước gì mỗi người chúng ta sẽ là những con chim đại bàng. Chim đại bàng có lông chứ không phải là chim đại bàng không lông nha quý vị nghe. Chim đại bàng không lông ở trong tù. Nhưng mà chị đại bàng thật sự khi mà chúng ta được Chúa Ngài ban ơn sức dầu cho đó, chúng ta rất là dũng mãnh. Khi chúng ta bước chân ra khỏi thế gian đó quý vị, ra khỏi hội thánh này và chúng ta vào trong thế gian làm việc đó, người ta sẽ thấy chúng ta thật sự là những người xuất sắc. Họ nói rồi wow, cái đốc nhân thật tuyệt vời. Giống như Joseph vậy đó quý vị. Khi mà người chủ nhìn thấy Joseph nói rằng wow, cái người này được ơn quá, người này ta sẽ giao cho nó làm tất cả mọi thứ. Xin Chúa Ngài cho chúng ta trở thành những chim đại bàng của Chúa. Và trước khi chúng ta trở thành những chim đại bàng của Chúa thì anh chị em ơi, hãy biết ơn Chúa, hãy ca ngợi Chúa, hãy thờ phượng Chúa với mà chị em. Những Phaolô và Sila khi mà ở trong tù không có lý do gì họ cảm ơn Chúa hết, nhưng mà họ vẫn ca ngợi Chúa, và khi mà ca ngợi Chúa như vậy phép lạ của Chúa xảy ra và sự giải cứu của Chúa đã đến. Nếu ngày hôm nay nan đề anh chị em vẫn chưa được giải quyết, tôi khích lệ quý mà chị em hãy ca ngợi Chúa, hãy ca ngợi Chúa cho đến khi mà cửa trời của Chúa được mở ra và phước hạnh của Chúa tuôn đổ xuống trên anh chị em. Và Chúa có thể biến đổi anh chị em từ một con chim kênh đại bàng, con chim kênh trở thành con chim đại bàng của Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn số 40-30 chép rằng là nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Và con chim đại bàng nó là vua của cả bầu trời quý mà cha, không có con chim nào mạnh hơn con chim đại bàng. Nhưng đại bàng có một kẻ thù, đó là con chim cắt. Con chim cắt đó, y chang như con chim đại bàng vậy đó quý vị. Ở trong Google tôi tra thấy cái con chim cắt cái mặt nó y như con chim đại bàng luôn, không khác một chút nào hết về hình dáng cho đến bên ngoài bộ lông. Nhưng mà con chim cắt là kẻ thù của chim đại bàng, bởi vì con chim cắt nó có thể bay cao hơn và nó dùng cái mỏ của nó để cắn vào trong cái phần óc của con chim đại bàng, tức là cái xương cột sống của con chim đại bàng đó, và con chim đại bàng nó sẽ chết bởi vì cái con chim cắt đó. Bởi vì con chim đại bàng nó nhìn sơ qua đó, nó thấy ủa, con chim nó có vẻ là anh em họ hàng của mình, giống y chang như vậy đó. Nhưng mà thật ra con chim cắt đó là kẻ thù của chim đại bàng. Điều này dạy chúng ta một điều rằng là kẻ thù của cơ đốc nhân nóng cháy không phải là ma quỷ, không phải là người ngoại không tin Chúa, nhưng mà là những người có cùng một cái hình dáng, có cùng một cái đức tin, có cùng một cái nhận diện giống y như chúng ta bên ngoài vậy đó. Đó là ai quý mà chị em? Đó là cơ đốc nhân hâm hẩm và nguội lạnh. Có phải như vậy không? Anh chị em nhớ lại đi, trong cuộc đời của mình á, cái người tấn công mình nhiều nhất không phải là mục sư hoặc là cái người nóng cháy,
Nhưng mà là tín đồ hăm hẩm yếu đuối. Mình đi truyền giáo, nói giáo gì? Chúa chọn rồi người ta mới tin Chúa chứ mà truyền giáo cái gì truyền giáo? Rồi chúng ta thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, cái họ nói ôi ca ngợi cái gì mà hát trật nhịp tùm lum hết rồi, chưa được trải qua trường lớp huấn luyện nhưng mà cũng thờ phượng Chúa. Quý mà cha em ơi, đừng để những điều đó nó trở thành gánh nặng chúng ta, rồi chúng ta bỏ và thối lui không theo Chúa nữa. Nhưng xin Chúa cho chúng ta có thể cẩn thận với lại những người chim cắt, tức là những tín đồ yếu đuối. Hãy cầu nguyện cho họ để họ được nóng cháy và trở thành đại bàng với chúng ta, còn không thì họ sẽ trở thành mối nguy của chúng ta đó quý mà cha. Cảm ơn Chúa trong tạ ơn này thì chúng ta cũng hãy tận dụng cơ hội để Chúa ban cho chúng ta có một sự thể hiện của lòng biết ơn đối với lại Chúa và cũng như đối với lại những người Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp hàng năm mà người Mỹ và cũng như người phương Tây họ đã có. Và Chúa ban phước cho họ nhiều hơn mỗi khi mà họ có một sự biết ơn Chúa về một năm đã qua thật là đầy dẫy phước hạnh. Đối với tôi thì tôi không mong đợi rằng sẽ có ai đó họ sẽ cho tôi món quà nào đó trong mùa lễ này. Nhưng mà cái món quà lớn nhất mà một người tín đồ có thể cho một người mục sư đó chính là lời cảm ơn chân thành. Cách đây vài ngày thì tôi đã nhận một lời cảm ơn của một tôi đã nhận lời cảm ơn của một cầu thủ bóng đá Vilis. Và em này đá trong một đội bóng hạng 2 của Vilis, tức là giải vô địch quốc gia Việt Nam mà hạng nhì. Và sau mùa giải vừa rồi đó thì đội bóng của em đã được vô địch và đội bóng của em đã được thăng hạng lên hạng nhất. Và em đã nhắn tin cho tôi như thế này: em chào mục sư, cảm ơn Chúa vì sự sức dầu đầy dẫy quyền năng của Chúa Giêsu qua môi miệng lời nói của mục sư mà đời sống em được khích lệ, và nhờ những lần nghe lời giảng của mục sư thì con người lại nóng cháy lời Chúa và yêu mến Chúa càng hơn. Ở một thế giới đầy dẫy những sự cạm bẫy của ma quỷ, để nhờ quyền năng của Đức Linh em có thể đứng vững nhờ lời của Ngài mà đời sống em ngày hôm nay được biến đổi, nhất là tấm lòng và tâm trí, ngợi khen danh quyền năng Ngài. Amen. Từ một người đá thuê ở khắp mọi nơi, em chạy từ ngoài miền Bắc cho đến miền Trung, miền Nam để đá cho nhiều câu lạc bộ. Nhưng mà từ khi em yêu mến Chúa, em nghe lời của Chúa thường xuyên thì Chúa đã biến đổi cuộc đời của em. Em trở thành nguồn phước cho đội bóng mà em đang đá. Từ một đội bóng vô danh trở thành một đội bóng được thăng hạng. Cảm ơn Chúa. Chúa có thể làm rất là nhiều điều lạ lùng cho đời sống của chúng ta khi chúng ta có lời của Chúa hành động bên trong chúng ta, quý mời cha. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho anh chị em cũng được có sự thăng hạng ở trong năm sau. Amen. Công việc anh chị em sẽ được thăng hạng nữa quý mời cha. Khi yêu mến Chúa đủ, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Rất là lạ lùng. Không có điều gì không thể với Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Và điều cuối cùng mà tôi chia sẻ cho quý mài trang đó là đừng bao giờ chúng ta vong ân bội nghĩa với Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn số 24. Đây là một cái câu chuyện nói về một ông vua. Lúc ban đầu ông vua này đầy ơn của Chúa, nhưng mà sau một thời gian thì ông đã thay lòng đổi dạ với Đức Chúa Trời và ông không còn là một người yêu mến Chúa và ông đã rời bỏ khỏi Đức Chúa Trời. Và cái kết của ông rất là đau lòng, thưa quý mài chị em. Và tôi sẽ đọc lời của Chúa trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn số 24. Từ câu 23 cho đến câu số 27 như thế này: xảy khi đến cuối năm thì đạo binh Syri kéo lên hạm đánh Joash. Chúng nó loáng đến Juda và Jerusalem, giết các quan trưởng của dân, rồi gửi hết những của cướp về cho vua tại Đa-mách. Đạo binh Syri kéo đến có ít người, Đức Giê-hô-va lại phó một đạo binh rất đông vào tay chúng nó, bởi vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy dân Syri xử hình phạt cho Joash khi chúng đã bỏ đi rồi, và chúng để người ở lại bị đau nặng. Các đầy tớ người bèn phản nghịch cùng người, vì cớ huyết của con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, giết người tại trên giường và người chết. Người ta chôn người tại trong thành David, song không phải trong mồ các vua. Này là những cái giấy nghịch cùng người: Sa-bát con trai của Simeat là đàn bà Ammon, và Sa-bát con trai Simrit là đàn bà Moab. Còn về việc các con trai người, số cống thuế người phải nộp và cuộc tu bổ đền của Đức Giê-hô-va thảy đều chép trong sách truyện các vua. Amasi con trai người cai trị thế cho người. Cái câu chuyện dài này cho chúng ta thấy được một điều, đó là Joash lúc ban đầu là một vị vua rất là tinh kính. Khi 7 tuổi ông đã lên làm vua, và có một thầy tế lễ tên là Giê-hô-gia-đa
đã cưới hai vợ cho Gioách, tức là tôi tớ của Đức Chúa Trời đã giúp cho Gioách có được vợ con và công việc rất là đề huề, được phước. Và chính thầy tế lễ Jehoiada cũng đã giúp cho Gioách có thể tu bổ lại đền thờ và khôi phục lại sự thờ phượng Chúa. Trọn đời Jehoiada thì Gioách rất là yêu mến Chúa và chăm lo cho công việc nhà Chúa. Nhưng mà đến khi mà Jehoiada đã chết đi thì Gioách đã trở lòng, Gioách đã không còn yêu mến Chúa nữa. Nếu chúng ta đọc từ câu 1 của đoạn 24 này trở đi, chúng ta sẽ thấy được là Gioách đã không còn yêu mến Chúa và ông đã thay lòng đổi dạ. Ông bắt đầu ông thờ cúng hình tượng Asera và những hình tượng khác. Và thế là con trai của Jehoiada, tức là con trai của thầy tế lễ cả trước đây đó, đã nói và cảnh tỉnh cho Gioách để Gioách trở lại với Chúa. Nhưng mà Gioách đã không những chỉ nghe, không nghe mà còn giết luôn cả Sacheri, chính là con của Jehoiada. Tức là giết con trai của người làm ơn cho mình. Thì cái hậu quả cuối cùng đó là đến một ngày kia, đạo binh Syria đã kéo đến và dù ít người thôi nhưng mà Chúa Ngài đã phó cả đạo binh của Gioách vào trong tay của chúng. Và sau khi cướp phá xong hết rồi thì Gioách ở lại bị đau bệnh và sau đó bị những người giấy nghịch cùng với mình giết chết. Cái câu chuyện đau lòng này chúng thấy rằng là con cái Chúa, là người yêu mến Chúa, chúng ta cần phải trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng, quý bà chị em. Đừng bao giờ chúng ta rời bỏ khỏi Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là Đấng đã thương xót và đã nhấc chúng ta lên. Đừng bao giờ vì một lý do nào đó chúng ta rời xa khỏi Chúa, để rồi Chúa Ngài dùng một tôi tớ Chúa nào đó để cảnh tỉnh chúng ta, đem chúng ta trở lại với Chúa, rồi chúng ta lại có thể giết cái người đó và chúng ta lại mắc oán và chúng ta gây ra thù oán. Ngày hôm nay con cái Chúa, chúng ta có thể chúng ta không dùng dao để mà giết ai đó giống như Gioách đã từng dùng vũ khí để mà giết Sacheri. Nhưng ngày nay chúng ta có thể giết nhau bằng cái lưỡi của mình, đúng không ạ? Cái lưỡi đó là một cái nơi đô hội của tội ác. Đó là cái chất độc giết chết mà người ta vẫn không trị phục được. Xin Chúa cho chúng ta luôn trân quý những người có công khó đưa chúng ta đến với Chúa. Họ là những người yêu mến đời sống của chúng ta, chúc phước, cầu thay chúng ta. Anh chị em ơi, đừng bao giờ vong ân bội nghĩa giống như Gioách ở đây. Bởi vì chúng ta nếu đọc vào cái câu chuyện cuối cùng của ông thì chúng ta thấy rằng là cái số phận của Gioách không được gọi là bình an, đúng không ạ? Ông đã bị giết rồi. Tệ hơn nữa đó là tên Gioách cũng không được viết ở trong gia phổ của Đức Chúa Giêsu nữa, quý vị. Các vua khác được chép ở trong gia phổ của Chúa Giêsu, nhưng mà Gioách thì không được chép ở trong gia phổ của Đức Chúa Giêsu và ông cũng không được chôn ở trong mồ của các vua nữa. Ở đây là một cái sự sỉ nhục rất lớn cho cái sự kết thúc của vua Gioách. Tôi khích lệ quý mà cho em trong mùa lễ tạ ơn này, chúng ta hãy biết ơn Chúa và biết ơn lẫn nhau. Nhất là những anh chị em nào chúng ta được tin Chúa qua một người khác, hoặc là chúng ta tin Chúa qua lời chia sẻ nào đó của tôi tới Chúa. Chúng ta hãy luôn trân trọng và trân quý những cái công khó đó của họ. Đừng bao giờ giống như Gioách ở đây, quý mà chị em. Trong cái từ thờ phượng tiếng Hy Lạp đó, thì cái từ đó là từ proskuneo. Proskuneo đó là hình ảnh của một con chó con, nó vui đùa với chủ của nó và nó liếm nước ở trên tay của chủ nó. Và hình ảnh con chó nói về sự trung thành. Trung thành. Nếu chúng ta đã thờ phượng Chúa, tin Chúa rồi, anh chị em, chúng ta hãy trung thành theo Chúa cho đến cuối cùng. Người ta nói rằng là nếu mà ai đó cho một con chó ăn trong vòng 3 ngày thôi thì con chó đó nó có thể nhớ ơn cái người cho nó ăn trong vòng 3 năm. Nhưng mà nếu con người chúng ta cho nuôi đấng một người khác trong vòng 3 năm thì chưa chắc cái kết quả chúng ta có được sự trung thành của người đó. Đôi khi cái sự ví von này cũng cho chúng ta thấy được nhiều cái sự dạy dỗ. Thưa quý mài chị em, là người tin Chúa, chúng ta hãy học sự biết ơn. Đức Chúa Trời của chúng ta có là đấng biết ơn không? Khi Ê-xê-chia ông bị bệnh, Chúa Ngài dùng Ê-sai nói rằng là ngươi sẽ chết vì bệnh này. Nhưng mà Ê-xê-chia quay mặt vô tường và ông khóc. Ông nói với Chúa ơi, xin nhớ đến những việc lành mà trước đây con đã làm cho nhà của Chúa. Và thế là Chúa Ngài nói rằng là được, ta sẽ chữa lành cho ngươi, cho ngươi sống thêm 15 năm nữa. Quý mà cho em thấy Chúa Ngài rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi khi Nehemi đã lo việc xây dựng thành Jerusalem sau cái sự đổ nát, thì trong sách Nehemi thường hay nhắc đi nhắc lại đó là Chúa ơi, xin hãy nhớ đến những việc mà con làm cho Ngài. Và sau đó Chúa Ngài đã ban phước cho Nehemi và gia đình dòng dõi của ông. Thưa quý mà cho em, Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ
quên công khó của chúng ta đâu, quên mà chị. Ngài luôn luôn nhớ đến cái việc của chúng ta. Dĩ nhiên, đối với Đức Chúa Trời, Ngài không biết ơn chúng ta đâu. Bởi vì Chúa đâu cần chúng ta đâu mà. Không có chúng ta, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời sống. Nhưng mà chúng ta biết ơn Chúa, bởi vì chúng ta cần có Ngài. Không có Chúa, chúng ta không thể nào được cứu rỗi cả, quý mài chèm. Hãy luôn biết ơn Chúa, hãy trung thành với Chúa. Đã thờ phượng Chúa rồi, tôi khích lệ quý mài chèm, hãy luôn luôn trung tín cho đến cuối cùng. Amen. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mãi trời thiên của sự sống. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay tôi chia sẻ điều đó để quý mài chèm chúng ta luôn gìn giữ và phát huy tấm lòng biết ơn Chúa đối với Chúa và cũng như đối với hội thánh của Chúa. Hãy luôn luôn cảm ơn Chúa mỗi ngày trong đời của chúng ta. Hãy ngày nào chúng ta còn sống, còn hơi thở, chúng ta hãy cảm ơn Chúa chừng đó. Amen. Dạ, bởi vì cuộc sống rất là ngắn ngủi, hãy tranh thủ thời gian để chúng ta yêu thương, hãy tranh thủ thời gian để chúng ta hạnh phúc với nhau. Còn được gặp nhau đó là quý lắm rồi, đúng không? Quý mài chị em. Dạ, rồi sẽ một ngày Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại để đón rước chúng ta ở trong thiên đàng vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin mời quý vị cùng nhớ đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta kết thúc sứ điệp buổi sáng này. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì phước hạnh mà Chúa ban cho chúng con. Trong suốt một năm vừa qua, mỗi người chúng con mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoa. Có người thì vượt qua một năm vừa rồi rất là bình an và đầy phước hạnh. Nhưng mà chúng con cũng biết rằng trong nhà của Chúa cũng có những người không dễ dàng chút nào. Có những anh chị em chúng con đã phải trả giá, đã phải lăn lộn mưu sinh, đã phải gánh nặng rất là nhiều ở trong tài chánh, nợ nần rất là nhiều. Nhưng cảm ơn Chúa chúng con vẫn không bỏ Ngài. Chúng con vẫn đến đây để chúng con nói với Chúa rằng chúng con biết ơn Ngài. Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời hay thương xót và đầy sự nhân từ. Xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng con. Chúng con tin rằng khi chúng con biết ơn Chúa, chúng con nói lời cảm ơn Ngài ngay cả giữa khi hoạn nạn, thì phép lạ của thiên đàng sẽ xảy ra trên đời sống của chúng con. Ngài sẽ làm phép lạ cho chúng con giống như Ngài đã từng làm phép lạ cho Gióp. Ngài đã từng làm phép lạ cho Phao-lô và Si-la ở trong tù. Ngài đã từng làm phép lạ cho rất là nhiều những thánh đồ. Họ đã trung tín theo Chúa ngay cả giữa lúc nghịch cảnh. Này Chúa, xin đừng bỏ bất cứ một anh chị em nào cho chúng con cả. Đừng để cho bất cứ một người nào chúng con bị ngã lòng. Nhưng mà chúng con tin chắc là chúng con sẽ thấy ơn của Chúa trên đời sống này. Chúng con sẽ tin, chúng con tin rằng là chúng con sẽ thấy được ơn huệ của Ngài. Chúng con sẽ thấy được phước hạnh của Chúa ở ngay trên đất này, ở trong tài chánh của chúng con, ở trong gia đình, ở trong con cái hậu tự, trong công ăn việc làm của chúng con rồi Chúa ơi. Ngài không bỏ chúng con đâu, Ngài không để chúng con mồ côi đâu, nhưng mà Ngài sẽ đến cùng với chúng con. Buổi sáng nay chúng con nói với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con biết ơn Chúa, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cảm ơn Chúa hàng triệu lần Chúa ơi, hàng triệu lần cảm ơn Ngài. Bởi vì Chúa là đấng tha thứ tội lỗi chúng con, Ngài chữa lành bệnh tật của chúng con, cứu chuộc mạng sống của chúng con khỏi chỗ hư nát và lấy sự nhân từ, sự thương xót của Chúa làm mạo điều độ chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúa thật tuyệt vời, không có ai giống như Ngài cả Chúa ơi. Ở trên trời chúng con chẳng có ai ngoài ra Chúa, ở dưới đất này chúng con cũng chẳng có bất cứ một đấng nào giống như Ngài. Tạ ơn Chúa của chúng con trong mùa lễ tạ ơn này. Chúng cầu xin Chúa Ngài đồng đầy chúng con thánh linh của sự biết ơn, thánh linh của sự vui mừng, thánh linh của sự cảm tạ Chúa. Để chúng con càng cảm ơn Chúa thì đời sống của chúng con càng đi lên và chúng con càng được phước. Chúng con càng được trở nên giống như Chúa Giêsu càng hơn. Bởi vì chúng con có thể vui mừng giữa nghịch cảnh, chúng con có thể vui mừng ở giữa nan đề của chúng con. Bởi vì biết rằng chúng con có một đấng có thể giải quyết mọi nan đề của chúng con. Quyền năng của Chúa rất lớn. Và danh của Ngài là Jehovah Rapha, là đấng chữa lành bệnh tật của chúng con. Danh của Ngài là Jehovah Jireh, là đấng tiếp trợ chúng con trong mọi sự. Đức Jehovah là đấng chắn giữ chúng con sẽ chẳng thiếu thốn gì. Cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa Ngài có toàn quyền để làm trong đời của chúng con. Và dẫu Chúa Ngài có thể không ban phước chúng con vì một lý do nào đó, nhưng mà chúng con vẫn tròn cảm ơn Chúa và đứng tại đây để thỏa lòng về mọi sự đó. Bởi vì biết rằng tội lỗi chúng con được tha, linh hồn chúng con được cứu và chúng con là con cái của Ngài. Chúng con sẽ được trở về thiên đàng trong một ngày không xa khi mà Ngài trở lại để đón rước tất cả hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa, vì chúng con sống hay là chúng con chết, chúng con cũng đều thuộc về Ngài. Dầu chúng con ở trong thân thể này hay là ra khỏi thì chúng con vẫn thuộc về Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì được làm con của Ngài, được Chúa yêu thương, đó là điều phước hạnh quý giá nhất trên mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa Ngài dùng lời của Ngài để nâng đỡ, khích lệ cũng như ban ơn và dìu dắt chúng con, để chúng con được đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Chúng con không theo Chúa vì cớ phước hạnh, chúng con không theo Chúa vì cớ chúng con được cái này được cái kia ở trong đời này, nhưng mà chúng con theo Chúa vì chúng con được Chúa Ngài cứu rỗi linh hồn của chúng con. Chúng con theo Chúa bởi vì cớ chúng con có một Đức Chúa Trời tốt lành là đấng có thể bảo lãnh linh hồn chúng con vào trong thiên đàng ở trong Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa Ngài cho chúng con được tiếp tục bước đi ở trong quyền năng của Chúa. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố sự chữa lành của Chúa đến trên nhân sự của Ngài. Con công bố phước hạnh của Chúa ở trong sức khỏe chúng con sẽ được Chúa Ngài ban cho trong danh Chúa Giêsu Christ. Những cơ quan nội tạng của chúng con sẽ được Chúa làm mới lại. Những chức năng ở trong thân thể của chúng con được Chúa Ngài phục hồi trong danh Chúa Giêsu Christ.
quyền năng của Chúa được khai phóng vào trong thể của chúng con lúc này Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu Christ, và cánh tay của Chúa Ngài sẽ trơ chạm đến từng người chúng con, không bỏ qua bất cứ con người nào Chúa ơi, để tất cả chúng con đều sẽ được phước ở trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa sẽ chữa lành cho thân thể chúng con, xin Chúa chữa lành cho tài khoản ngân hàng của chúng con, Chúa ơi, để chúng con không còn bị nợ nần, chúng con không còn bị gánh nặng ở trong tài sản của chúng con nữa, nhưng mà chính Chúa sẽ là đấng khiến cho tài khoản ngân hàng của chúng con được gia tăng, được dư dật ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì chúng con là người biết ơn Chúa thì Chúa sẽ đóng đầy và đóng đầy càng nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa, xin sự giàu có của thiên đàng, sự vinh hiển của Ngài được đáp đầu trên công an việc làm, trên tài chánh của chúng con, để chúng con càng đi với Chúa thì sự vinh hiển của Chúa càng thêm lên, để chúng con sẽ được biến đổi từ vinh hiển qua vinh hiển, cũng như chính Ngài là vinh hiển vậy. Cảm ơn Chúa, xin cất đi tất cả mọi sự sỉ nhục của chúng con, xin cất đi tất cả mọi sự hổ thẹn ở trong đời sống của chúng con. Những ai chúng con đang bị nợ nần, những ai chúng con đang bị nghèo thiếu, những ai chúng con đang thất nghiệp, chúng con chưa tìm được việc làm, hoặc là chúng con đang bị bệnh tật, lạy Chúa xin hãy thương xót và thêm sức mới cho chúng con, cho chúng con thấy được ân huệ của Ngài ở trên đời sống của chúng con, ân huệ của Ngài ở trên gia đình của chúng con, ân huệ của Ngài ở trên công việc làm của chúng con, ân huệ của Ngài ở trên tài chánh của chúng con nữa Chúa. Cầu xin Chúa Ngài đãi xem, cầu xin Chúa Ngài chiếu sáng mặt Ngài cho chúng con, để buổi sáng nay chúng con được ra về ở trong một bộ dạng mới, được ra về ở trong sự sức giàu tươi mới của Chúa, được ra về ở trong một sự đắc thắng của danh Đức Chúa Jesus Christ trên đời sống của chúng con. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài, chúng con tin rằng là Chúa Ngài đã lắng nghe và Chúa nhận lời cầu xin của chúng con. Chúa đã ban phước chúng con rồi. Ở tại thập tự giá cách đây 2 năm về trước thì Chúa đã ban phước trong đời chúng con. Chúng con không còn có tội nữa, chúng con không còn bệnh tật nữa, chúng con không còn nghèo thiếu nữa, chúng con không còn là những con nợ hoặc là những người bị rủa xả nữa Chúa ơi. Bởi vì Đức Christ đã chuộc chúng con ra khỏi tất cả những sự rủa xả của pháp rồi. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài, trong Chúa Giêsu Christ chúng con đầy tràn phước hạnh, đây trang rượu mới của Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng con để tuần sau chúng con trở lại đây và chúng con sẽ dâng lời cảm ơn Chúa nhiều hơn nữa, bởi vì Chúa đã làm ơn chúng con trong suốt một tuần vừa qua. Cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.